Rồi qua đây tiếp fan nè. Xin chào các em nha. Tại sao mấy người kia được học tiêu vậy? Tại sao mấy người kia học tiêu vậy? Mấy người gì, mấy bạn đó là người cá mà. Tại sao? Tại em mấy... Tôi giả. Tôi giả tôi tiêu kìa. Tôi giả đúng rồi. Nhưng mà nếu mà đuôi giả là em có thể rút cái chân của Tion ra được đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ nếu mà đuôi thiệt là em không rút chân ra được đúng không? Đúng. Bây giờ anh cho mấy em 5 phút để rút cái chân Tion ra. Nếu mà rút ra được nó là đuôi giả, mà rút ra không được nó là đuôi thiệt, công nhận không mấy em? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi anh em, em tên gì nè? Em tên gì? Em tên gì? Em tên gì? Vậy sao ở nhà đi ơn cha hai con đây cá ăn đi bình thường được. Rồi Minh Hiển, Minh Thi và Bảo Thiên sẽ rút cái đuôi cá của Tio ra nha. Rồi ai mà rút ra được là Tio công nhận nó là đuôi giả, mà rút ra không được nó là đuôi thiệt nha mấy em. Công nhận không? Ok không? Ok không? Ai sẽ quay? Rồi rút đôi đi.
chưa? Chưa. Không được chưa. 8 phút rồi đó, còn 2 phút nữa, ráng gỡ đuôi mẹ lên đi. Có người ta là tiên cá giả mà gỡ đuôi ra hoài không được, 10 phút luôn rồi đó. Giờ tiên cá thiệt hay tiên cá giả? Giả. Giả vậy gỡ đuôi tiếp đi. Gỡ đi, đó. Nó là tiên cá giả mà gỡ đuôi hoài không được. Giả, ghê. Giả. Thề có hả? Thì phải chính mình là người yêu cho người ta nữa. Đúng rồi. Nè người yên nè, gỡ đi. Cứ quậy cái đuôi rồi. Quay. Mấy em quay anh vòng tròn trong nước luôn mà. Thôi 15 phút rồi, tôi phải đi sự kiện người cá rồi. Mấy bạn. Thôi mấy em gỡ ra không được rồi, buông ra, buông ra, buông ra. Lộ diện chân thôi nhưng mà mấy em đâu có làm điều gì. Người cá là sao biết ở tiếng người. Người cá mà có chữ người giống như tiếng người chứ. Chơi giao lưu với fan vậy đủ rồi ha. Tháo đi. Thôi. Tháo tới ngày mai cũng không được đâu, trừ khi Tiêu Anh muốn tháo em mới tháo được. Ta thành tiên cá rồi, đòi gỡ đuôi của tiên cá đâu phải dễ mấy cưng. Tiên cá là bơi với cá heo. Sau khi giao lưu với Phan Cuồng xong, Tiêu Anh xém thiệt mạng. Nó đòi cắt đuôi tiên cá. Chịu nổi không Phan Cuồng vậy đó.